Bác sĩ nói là bệnh này nặng lắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bác sĩ là chừng khoảng di căn là khoảng 2 tháng nữa thôi đúng không? Dạ, bác sĩ kêu là cho mình nhà đi chứ vô thuốc là đau đớn mà cũng không có chịu nổi đâu. Xong rồi chị em kêu là năn nỉ bác sĩ cho chị ở lại, xong bác sĩ cũng cho ở lại, nhưng mà bây giờ bác sĩ không có cho ở trên tầng 3. Bác sĩ đưa xuống cái tầng chăm sóc giảm nhẹ là cái tầng ở dưới trọt để có sự cố gì là người ta đẩy đi cho nó nhanh đó chị. Nên là vợ em nói là thôi không về nhà chứ ở đây lỡ mà đi thì sao. Ừ. Rồi. Ở nhà em còn anh chị gì ở nhà không? Dạ có một ông anh. Rồi. Nhưng là ông anh đó. Ừ. Rồi. Rồi bây giờ á là nếu mà bình hình của chị nặng như vậy á mà em đi xe ngoài thì cũng rất là tội cho chị là đúng đó. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mình cạn kiệt tiền hay sao? 27, 28 mà người cho nên má chị em lại đừng bận nhau sống. Ba mẹ bất hết rồi hả? Dạ. Ừ. Ba em mất là cái năm 2014, con mẹ em mất là cái năm 90 á. Chị em để em được 1 năm rồi mẹ em mất. Bây giờ chắc đầu lên đi, còn người bệnh đâu? Dạ người bệnh kia đang đẩy đây, đang lấy xi lăng đẩy chị đây ạ. Họ có đi không được hả chị? Rồi hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, ngày 9 tháng 7 2022, thì Trọng Thận với lại Quyền thì đón một ca bệnh từ 442 đưa về Phú Yên. Hoàn cảnh này rất là tội nghiệp, cô cũng bị ung thư bao tử thời kỳ cuối, rất là nặng. Bây giờ bác sĩ đã bó tay rồi đó, nên là bây giờ mình phải đưa một hành trình rất là xa xôi mà về đến Phú Yên, nên là đồng hành cùng hôm nay với quý cô chú anh chị gồm có con Quyền và cái sự góp mặt của cô Thủy nữa để mà đồng hành trong hành trình ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi Quyền, em nói chuyện với lại cả nhà đi Quyền. Chào cả nhà, thì em con từ sáng giờ đi chung với anh Thận thì cũng lên bệnh với đón bệnh nhân về, thì bệnh nhân thì sao cũng chưa biết, thì qua giờ cũng đi ca với Cần Thơ về, thì
Long Long An chứ. Rồi anh Thận nhận cái này anh Thận biết được bệnh tình sao. Vì con cũng không có biết nhiều nên con cũng ít nói chuyện được. Thì không biết được ít nói chuyện được. Thì bệnh tình là như thế nào và ra sao thì hành trình rất là dài. Thì mời quý cô chú anh chị mình theo dõi hành trình để chúng ta theo dõi những video tiếp theo để mà cùng thăm hỏi gia đình để chúng ta biết hoàn cảnh và bệnh đau của cô như thế nào nha cả nhà. Rồi và cả nhà tiếp tục lên đường về Phú Yên. Hello, xin chào cả nhà. Thì từ sáng giờ hành trình từ Sài Gòn thì Tổng Thuận cùng tất cả mọi người đang có mặt tại Bình Thuận. Thì chạy suốt hành trình cũng lâu, cũng dài, 600-700 cây số rồi nên là phải ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chút xíu rồi đi tiếp tục lên đường nha cả nhà. Thì hôm nay đi đây nên là bệnh người nhà của bệnh nhân nè. Em tên gì? Dạ em là Võ Thị Thu Hiền ạ, là người nhà của bệnh nhân ạ. Đây là Yến, người nhà của bệnh nhân. Đây là Quyền. Còn em Quỳnh Thanh Quyền, tài xế ạ. Quỳnh Thanh Quyền, tài xế. Còn đây là cô Thủy. Thủy xin chào tất cả mọi người và xin mời mọi người ăn bữa cơm trưa hôm nay. Và bữa cơm cũng như là cuộc hành trình của anh em tài xế lúc nào cũng vậy, khi mà đi đường xa là phải biết phải dừng chân rồi ăn cơm, nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục nữa. Thì hôm nay thì cô mời tất cả mọi đứa ăn cơm, giống như là cháu tên gì, cháu tên Hiền ạ. Hiền, rồi cháu Hiền ăn bữa cơm trưa hôm nay và mọi người cùng dùng bữa cơm trưa với Thủy ngày hôm nay tại Bình Thuận nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm, đây canh chua, trứng chiên, cá lóc kho thịt, cá lóc kho tộ và nước mắm. Mời cả nhà dùng bữa cơm trưa. Rồi về đến Ninh Thuận rồi tiếp tục đổ dầu nha cả nhà, nạp nhiên liệu rồi mình lại tiếp tục lên đường tiếp. Sức của em quá đơn đỏ luôn nha anh trai. Thank you.
Rồi chị nằm nghỉ ngơi nha chị nha. Nha. Cảm ơn cô. Ở đây mình anh chị em không hả? Dạ. Dạ. Rồi ở đây nhà mình nó dưới sao hả? Cái nhà nhà vệ sinh đâu chị? Ừ. Đó, không có đôi dép luôn mình. Dạ. Ở đây không có đèn hả? Dạ, không đi gì đừng làm nè. Không có đèn. Dạ, em đi chung không. Cái nét đôi dép chưa chị? Dạ. Thôi thì em đưa là để chút xíu. Alo, xin chào cả nhà. Thì suốt hành trình thì con Duy Quyền cũng đã hoàn thành ca bệnh để đưa cô về đến nhà. Thì từ hồi giờ sáng đến giờ thì tụi con cũng không có thăm hỏi bệnh nhân được. Thì bây giờ về đến nhà rồi. Thì chị cho em hỏi là người bệnh tên gì? Võ Thị Hạnh. Võ Thị Hạnh, sinh năm nhiêu chị? Sinh năm 78 ạ. À, con chị? Em là Võ Thị Thu Hiền, sinh năm 88 ạ. À, con chị? Võ Thị Nhung. Võ Thị Nhung. Chị là Võ Thị Nhung. Chị là Võ Thị Nhung. Sinh năm 76. Sinh năm 76. Thì trước giờ chị Hạnh đúng không? Chị Hạnh là chị của mình. À, bữa giờ chị vô trong bệnh viện ung bú là đi khám bệnh là chị là cái người nuôi hay là ai là cái người nuôi? Dạ đầu tiên là anh đây, anh trai đi dẫn chị đi khám bệnh, anh dẫn chị nuôi trước ạ. Anh trai này là em của chị bệnh. Em chị bệnh thì trong suốt hành trình anh nuôi chị Hạnh thì chị bệnh tình như thế nào, anh có thể chia sẻ cho em và mọi người biết được không? Thì hồi ở nhà thì nó cũng đau cái bà tử. Bắt đầu vô đó bác sĩ khám là vì nó nhiễm trùng ở Phú Yên mổ bị nhiễm trùng, vô đó mổ lại xong một thời gian bắt đầu mới phát hiện ra là bố di căn, bắt đầu mới điều trị bố di căn. Rồi lúc đó là em lâu quá rồi em về mà thay bà chị này vô. Rồi mấy chị em thay phiên nhau để mà chăm sóc. Cuối cùng là chị là cái người cuối cùng nó đưa về. Dạ, thì bình thường ở quê thì thường là chị Hạnh thường làm công việc gì? Dạ chị làm nông ở nhà, do ở đây là làm nông á cho nên là chị làm nông. Do là con với mẹ là đơn thân cho nên là chị nuôi bí được nên chị không có xin vô hộ nghèo của xã. Xong hai mẹ con cũng nương tựa. Nương tựa thì chị sống ở đây, chị sống có nhà cửa gì của chị không? Dạ đất là hồi xưa của ba cho. Rồi xong rồi chị có cái nhà để lên là chị ở tới bây giờ. Dạ nhà đây là nhà của chị. Nhà đó là nhà của chị. Dạ. Chị Hạnh có chồng không em? Dạ ngày xưa là có chồng, nhưng mà sau đó hai vợ chồng ly thân nhau cho nên ly dị ra, thành ra chị nuôi bí, còn anh chồng là có gia đình khác. Là ly dị bao năm rồi? Dạ 19 năm rồi, bí đó nay được 20 tuổi thì cũng đã 19-18 năm rồi. Dạ chị có mấy đứa con vậy? Dạ chị có một bé. À cái bé hồi sáng. Bé hồi sáng đi chung xe rồi say xe rồi bé qua xe đường bị đưa vậy chị. Rồi là... con của chị tên gì? Dạ bé đó là Huỳnh Thanh Huyên. Bé học được năm đầu của sinh viên. Xong rồi sau đó bé dạng như bé căng hồng kinh á. Rồi bé không có học nữa. Thấy. Dạ hồi sáng là em dẫn bé đi tái khám. Sau đó là theo đi chung xe với mẹ để về. Nhưng mà do xe chập á nên bé say xe thì mới bé đi xe đường về sau. Cũng như là mẹ bệnh rồi con cũng bệnh luôn. Dạ. Bé bị bệnh như là gì em? Dạ bé dạng như là bệnh với thần kinh á. Bí đang học xong rồi bí biết bị stress, bí bị căng thần kinh tới là bí không có học được nữa cho nên là xin đình học lại. Và bây giờ là đi tái khám một năm nay và bác sĩ cho thuốc theo kiểu là tái khám hàng tháng. Dạ, nên hồi sáng là em có dẫn bí vô khám đi về chung xe mình được một xíu rồi ạ. Rồi là còn mấy chị em là mình có ở chung với lại chị Hạnh rồi. Chị em có gia đình cho nên là mỗi người một nhà. Khi mà chị bệnh thì mấy anh chị em chung tay nhau giúp đỡ thôi chứ. Bình thường là nhà của chị anh em là cũng tự ở riêng.
là coi như là chị Hạnh ở đây có hai mẹ con thôi. Dạ. Về đơn chiếc. Dạ. Và chị Hạnh là nãy em nói là làm nghề gì? Dạ, làm nông ạ. Làm nông. Dạ, cứ làm theo kiểu là ruộng rồi mình trồng lúa mình thu hoạch lên rồi mình. Như bữa nghe nói em nói làm về trong trường học á. Dạ, là văn thư á. Văn thư là dạng như mình xin vô trường mình làm thêm bên văn thư á chị. Văn thư ở trường học không? Dạ. Thì chị ngã bệnh bao lâu rồi em? Dạ, hơn cả năm nay rồi ạ. Từ trước Tết rồi. Ừ. Thì trong khi mà thời gian mình bệnh vậy á, rồi ở cái nơi làm của chị á, dạ, hoặc là chồng sớm rồi có ai giúp đỡ gì không? Dạ, ở trường chị là có góp, quay công đoàn là có góp cho chị rất nhiều. Còn ở trong sớm đây nói chung là làm nông cho nên là cuộc sống của ai cũng tự lo. Rồi ví dụ như bây giờ chị về thì chắc là những người ở sớm mà chị tới là thăm hỏi thì cái đó là em không biết được những ai. Chứ mà còn góp tiền thì chỉ có ở trường chị là có góp một ít. Thì cái quá trình mà mình điều trị bệnh vậy đó, nó tốn kém gì lắm không? Dạ có ạ. Do lúc chị đi là dạng như theo kiểu vượt tuyến á, không có xin giấy của bệnh viện của tỉnh nha. Cho nên là đi vượt tuyến á, nên bảo hiểm họ chi nhiều 80% hay sao em cũng không chắc, nhưng mà đặt hết cũng có phù một ít. Đầu tiên là mình điều trị ở đâu? Dạ ở tỉnh Phú Yên, bệnh viện của tỉnh. À, mổ luôn ở Phú Yên. Dạ mổ lần đầu tiên ban tử của chị là ở Phú Yên, nhưng mà sau đó về nó không có im, xong rồi nhà em mới đi Vi Nhơn cũng được 2 tuần thì nó cũng không có im, xong rồi mới quay vào trong Sài Gòn khám á, thì bác sĩ trong đó mới nói là Phú Yên mổ nó bị nhiễm trùng, bệnh viện trong đó mổ lại. Rồi khi mổ xong là chị đau họng, chị ăn không được. Bác sĩ mới khám cái cổ thì ra là bị ca vòm hầu. Rồi càng làm thì bệnh không bớt mà giờ nó lại di căn. Nó nặng hơn. Tiền thì cũng bị kiệt mà sức chị cũng yếu. Rồi bác sĩ cũng nói là bệnh nặng cho nên là thôi cho chị về nhà để mà ở với mẹ chị em. Khi mà ở trong bệnh viện vậy là coi như là mấy anh chị em là coi như thay phiên nhau, dạ, thay nhau luôn để chăm chị. Dạ. Rồi khi mà bác sĩ kêu về thì tại sao em biết bên hội của chú Tấm Sang mà em gọi vậy? Dạ, ở trong phòng em là có một cái anh người ở trong Sài Gòn á, xong rồi anh ở lâu tới 3 tháng rưỡi nên anh biết bệnh của chị và cũng có con bé nó bị bệnh như vậy, anh thấy hoàn cảnh khó khăn nên là hồi bữa mà bệnh viện nó cho về ấy, thì ở trong phòng em có một người ở Phan Thiết đưa người nhà về từ Sài Gòn về Phan Thiết mà 8 triệu tiền xe. Cái giá xe nó quá cao với nhà em, mà trong khi về tới Phú Yên nữa là em không có dám nghĩ tới điều đó. Xong rồi em mới đặt cái xe giường nằm. Giường nằm thì mấy ngày này không biết kẹt xe cho nên là người ta kêu là cho nằm cái đường luôn của nhà xe á. Thì anh đó anh nghe như vậy thì anh mới nói với em là anh sẽ giúp em là cho em cái số điện thoại của chú Sang. Em ngồi em liên hệ thử là có cái chuyến xe nào được thì em đi về cho nó đỡ tốn kinh phí. Thì em gọi được thì cô Thủy bắt máy và cô Thủy đã hỏi tình hình gia đình. Rồi sau đó là cô cũng có xác nhận đúng sự thật và cô có giúp cho một chuyến xe về và đã về tại nhà. Thật sự là em rất cảm ơn hỏi thiện nghiệm của BGS và cảm ơn cô Thủy và cảm ơn hai anh tài xế rất là nhiệt tình và thân mật trong cái đoạn đường đi về. Thật sự là em rất là cảm ơn. Rồi gia đình mình là có bốn chị em, bốn anh em rồi. Dạ, cái chị Hồng Sáng, người chị, cái chị lớn. À, chị Hồng Sáng đi nữa. Dạ, mới đưa bí đang về trên cái đường đi xe khách về sau hả? Ví dụ như ngày hôm nay mà em không có liên hệ được với hội thì em sẽ dự tính như thế nào? Vậy là em sẽ cho bốn chị em đi về cái xe khách năm đường luôn anh. Tại vì bây giờ ví xe thì không có, mà ở lại trong đó lâu thì em sợ chị không có cầm cự nổi. Cho nên là biết định sẽ đưa chị về, nhưng mà nhờ nhà xe hẹn là sáng thứ bảy là sẽ cho một chuyến xe nên em cầm cự lại hồi đêm hôm ở trong bệnh viện. Nói chung là do là sức khỏe của chị cũng yếu. Dạ, rồi chị rồi. Nếu mà đi xe giường nằm á thì do là ẩm bồng này kia nọ, nói chung là em cũng là xót là lo cho chị đúng không? Nhưng mà giờ hoàn cảnh nó không có đủ điều kiện để mà ráng chấp nhận gì xe dùng nằm. Mà rất là may mắn có được nhà xe của hội là em rất là biết ơn. Chị điều trị bệnh là cả năm nay rồi đó hả? Dạ, ở trước là nằm ở Phú Yên mình.
sau đó là mới vô Sài Gòn là tầm 4 tháng thôi. Yêu chồng ra Quy Nhơn. Dạ, Phú Yêu rồi ra Quy Nhơn, Quy Nhơn rồi mới vào Sài Gòn xong. Sài Gòn 4 tháng rồi nhỉ. Dạ. Bây giờ thôi, bây giờ là bên hội của Cứu Tấm Sang á, cũng giống như hôm nay có cô đưa về đến nhà rồi, hoàn toàn là miễn phí hết, giúp cho chị Hạnh được về tới nhà rồi, thì gia đình cũng cũng như kể cứ cầu nguyện rồi chăm sóc chị cho thật tốt ha, thì biết đâu là chị sẽ khỏe lại, thì cố lên nha chị Hạnh nha, nha. Thì bé gái thì đi hồi nãy thì đi chung xe với mình, nhưng mà do là bé bệnh á, bé chịu không nổi. Nó, em sợ thằng con nó yếu á, nó chịu không nổi nên là em có xin xe dừng lại cho em dẫn bé qua bên xe khách. Nhưng mà chị kia nói thôi đỡ chị dẫn đi, nên là em theo chị về tại nhà trước. Bé thì là chui về xe khách, chắc cũng tầm 8 tiếng cho đêm bé nó về được. Thôi mấy chị em, mấy anh em rồi cũng đừng có khóc nữa. Đây là chị tên gì vậy? Dạ, chưa nhỏ thì Nhung. Dạ. Là chị của gì? Dạ. Nhung trong ba, trong đó Phúc. À, Phúc là là em của chị này. Em của chị Hạnh. Dạ. Phúc em chị Hạnh. Xong tới em. À, tới em là Út hả? Dạ, em là Út. Ừ. Rồi có mấy chị em thì nương tựa nhau. Rồi thôi làm ráng cầu nguyện cho chị ha. Dạ. Rồi chị Hạnh cố gắng lên nha chị. À, bác sĩ có dặn dò là có thuốc men gì không vậy? Dạ, hồi sáng hôm qua xuất viện là bác nói là giờ chị yếu cho nên là không có bôi thuốc được. Ừ. Bây giờ là bác sẽ đưa xuống cái phòng trồng trọt chỗ mà chăm sóc gì á, là bác chỉ cho giảm đau. Ừ. Và nguyện vọng người nhà muốn xin về lúc nào thì bác cho về lúc đó, chứ còn bây giờ không có thuốc thang gì vào với chị hết, cho nên bây giờ ra về bác sĩ cũng phải cho thuốc gì hết. Bác sĩ chỉ nói là lấy thuốc giảm đau và uống thôi. Ừ. Cũng cô cũng thay mặt tới tất cả những mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng như là hôm nay cô thay mặt chú Tấm Sang đến đây để đưa cho chị Hạnh với gia đình mình về tới nhà rồi. Thì cũng cầu mong cho chị Hạnh khỏe mạnh và cả gia đình mình cũng có xúc động quá nha, cố gắng lên nha. Cô cũng không biết nói sao nữa, thấy cái tình cảm của chị em với nhau rất là theo anh, nhưng mình thì thấy là cũng rất là thương lo. Cảm ơn ngoài rất là nhiều, thật sự em không biết nói gì, nhưng mà em chúc cho ngoài mình và cô Thủy với hai anh tài xế là nhiều sức khỏe và giúp cho những bà con khó khăn nhiều chuyến như thế này nữa. Nhưng mà cái hiện tại thì trong thời gian quá trình chị bệnh được cả năm nay á, thì mình lo đã kinh phí rồi đã khoảng bao nhiêu tiền? Dạ. Em 100 triệu hơn. 100 triệu hả? Rồi bây giờ cái con của chị Hạnh đó, dạ, thì bé cũng đang bệnh. Dạ. Thì giấy tờ hồ sơ có đây không? Hồ sơ bé thì bị đóng ba lô, bé đang mang. Còn hồ sơ mẹ thì còn ở đây. Còn hồ sơ của bé là bị bỏ trong ba lô, bé mang theo. Sáng thì cô nhìn thấy bé có vẻ cũng mệt mỏi lắm. Dạ. Do nó bị thần kinh á. Hồi lúc lên xe là bé được. Và khi xuống xe bắt đầu tay chân nó run rồi. Dạ, như nó yếu thần kinh là tay chân nó run, cho nên là em sợ đi không nổi nên em mới xin dừng lại. Cũng như về kinh tế cuộc sống của mình đó, thì giống như từ nay trở đi nó có gặp những cái khó khăn gì cho gia đình giống như là chị Hạnh với lại con gái của chị Hạnh không? Bây giờ trước mắt một màu điện vậy em cũng biết gì đâu nữa. Đôi khi nào mà thấy ở đâu biết. Tại vì cái con đường dài là phải lo cái bệnh cho bé Hạnh. Mấy gì cháu ở một ngoài lo nhau bây giờ sao? Ừ. Nhưng mà bé bị thần kinh là bác sĩ nói như thế nào? Bé bị suy nhược thần kinh.
suy nhược thần kinh. Rồi sao nữa? Cái này mình uống thuốc bổ não là nó khỏe lại thôi à. Thuốc cái gì dương túc túc túc, cái ngày nào uống cái dương lắm. Giờ đâu biết bị nặng lắm. Có nghĩa là khi mà biết bệnh thì biết ở trong trường học á, là mẹ không có phát hiện, cho tới khi mà biết về đây á là phát hiện ra là dạng như bị dương bệnh, mà dương bị gọi là không biết tay phải tay trái luôn, biết không biết một cái gì và người thân nữa vậy á. Xong rồi đi khám ở bệnh viện ở Tư, ở Tuy Hòa mình một thời gian á thì không bớt. Xong rồi đi vào trong Sài Gòn thì bác sĩ Đại học Y Dược á thì có cho thuốc, thì thấy đợt này bị biết, tức nghĩa là bị biết nhưng mà bị bớt sợ người ngoài rồi. Chứ ngày xưa là bị thấy ai biết cũng sợ đó, đeo cái gương đeo trước mắt á để cho gọi là tất cả ai biết cũng sợ, nhưng mà ai cũng là người xấu thì biết hết vậy á. Vậy hả? Dạ. Theo như là em nghĩ là bé bị ảnh hưởng về việc gì? Việc học hay là về tâm lý? Hồi lúc bị bệnh á, là bị thích một con gấu. Xong rồi mua cho biết con gấu là bị dán con mắt nó lại. Xong bị nói với con gấu đó là con gấu đây 3 tuổi và con gấu đây không có ba. Có nghĩa là khi bị 3 tuổi là bắt đầu bị nhận biết được là bị không có ba. Là bị ép lực tới bây giờ. Bé bị tâm lý. Dạ, bé bị tâm lý á. Bị cảm giác cô đơn. Dạ, đúng rồi. Mẹ biết không có nói với mọi người, biết cứ gọi là cô lập từ hồi nhỏ đi học, không có chơi bạn bè với ai hết á. Nên là nó dồn nén trong đầu của bé, bây giờ bé bị như vậy. Cộng với một phần bé học, bé kêu là bé học toán được, nhưng mà bé đi bên cái ngành kinh tế là bé viết tiểu luận không có được, mà ngày nào thầy cũng bắt viết mấy. Xong rồi dạng hai cái nó bị áp lực đến như thế đó. Nhưng mà theo như cô nghĩ là tình trạng của bé có thể ngay từ bây giờ, nếu mà có điều kiện đó, thì có thể là trị bệnh cho bé được, còn nếu còn không là thua. Tao nghe rồi. Tại vì vừa áp lực tâm lý về cái tình cảm của gia đình từ nhỏ tới lớn, là bé không có anh chị em, không có cha. Rồi thứ hai nữa là áp lực về học hành, nhưng mà bé đã học lên tới đại học là bé quá giỏi rồi. Năm nay là bé 18, 19. Nếu học là bí học mãn năm 2, nghĩa là bí học mãn năm 1 xong là bí bền. Bí đình học lại là cả một năm lại là bây giờ vào hè nữa, là nếu bí ngon lành là bí mãn được năm 2 rồi. Nên năm 2 này thì cuối cùng chưa có kết quả. Chưa học được có năm 1 là đình lại bây giờ. Thì trước mắt bây giờ là gia đình mình đang gặp khó khăn về kinh tế đúng không? Tương lai sắp tới thì lo bệnh cho chị. Con bị rồi, mới là có đứa con nữa là thấu tâm một mình. Bây giờ lo bệnh cho chị rồi xong còn lo bệnh cho con chị nữa. Thì chị Hạnh yên tâm nghe chị Hạnh nha. Con chị sẽ không sao hết, nó sẽ khỏe lại nha. Bây giờ như nè, cô thấy á, cô đi thực tế, hôm nay thực tế là đưa gia đình mình từ ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ung bướu 2, đưa về tới Phú Yên. Mà ở đây mình là xã gì? Dạ, xã An Mỹ ạ. Xã An Mỹ. Thì mọi thứ nó cũng là cái duyên. Nhưng mà hôm nay cái thực tế nghe câu chuyện của gia đình mình, cũng như hồ sơ giấy tờ bệnh án này kia nọ, thì em cũng có đưa cho cô coi rồi. Và hồi sáng á, cô cũng đã gặp bé, nhưng mà cô nhìn bé là cái gương mặt nó không có được khỏe. Đó. Thì và cái hiện tại chính đây, cái kinh tế gia đình mình cũng khó khăn. Thì hôm nay á, cô đến đây thăm, cô đưa về tới đây là cái tình thương của cô để dành cho gia đình của mình, cũng như cô cũng thay mặt mọi người đó đem cái tình thương mình chia sẻ gia đình mình, chứ không có cái gì là lớn lao hết. Mọi thứ nó cũng đều là cái nhân duyên. Và cái thứ hai nữa, vì gia đình mình đang gặp khó khăn như vậy, thì cô cũng rất mong á, những cô chú anh chị, tại vì cô thì từ thành phố mà đi về tới đây rất là xa đó, một ngày đường, thì cô cũng rất là mong những cô chú anh chị em ở hải ngoại hay trong nước ngoài nước, thì có thể mà có cách gì mà để giúp cho nhất là con của chị Hạnh, để cháu được đi khám bệnh rồi cháu được điều trị đó, để cháu khỏe lại rồi cháu còn chăm sóc cho mẹ và tiếp tục con đường học hành nữa. Thì theo như cô biết là có những cái loại thuốc bổ á, bổ não thì nó cũng rất là tốt của Mỹ, ổn định cho tinh thần của mình. Ngoài ra bé còn phải điều trị về tâm lý nữa. Thì ở đây á, có thể là ai sẽ là người bên cạnh bé đó. Sắp tới đây chị Hạnh bệnh rồi thì cháu cũng đang bệnh, mà mình không được bỏ bé ở nhà một mình như vậy.
cho nên thì phải có người nào là người bên cạnh. Bây giờ là em nếu được thì em sẽ ở đây với chị với bé. Rồi, tại vì em có thể dành thời gian cho chị mình, cho cháu mình. Đó, thì qua đây thì cô Thủy cũng thay mặt chú Tấm Sa cũng mong những anh chị cô chú gần xa hãy thương gia đình của em Hiền. Thì giờ Hiền là người đứng ra đại diện để mà giúp cho cháu mình không? Thì em có thể cho cô cập nhật cái số điện thoại của em lên trên cộng đồng. Như là có những quý ân nhân người ta thương hoặc ta gửi cho những cái viên thuốc để mà bổ á, rất là hay luôn, để uống cho cháu được ổn định tinh thần ha. Cầu nguyện cho mình được không yêu nó bớt mình rồi nó sống mình nó làm nghe nó đi được. Nó tự lo bản thân nó làm cái gì rất là vui rồi. Bây giờ em có thể đọc số điện thoại cho mọi người biết đi. Dạ, số điện thoại của em là 0358 146 156 ạ. Em đọc chậm chậm rồi. 0358 146 156 ạ. Thì Hiền đó là số điện thoại của Hiền nha cả nhà. Dạ, số điện thoại của em ạ. Nếu mà quý vị ân nhân cũng như gần xa trong và ngoài nước, nếu mà biết cách gì để mà cũng như là động viên cho Hiền để thay mặt cho chị Hạnh cũng như con gái của chị Hạnh là bé nói tên gì? Bé Thanh Huyên ạ. Huyên, bé Huyên ha. Để mà có thể chia sẻ một chút tình thương thì nó mặt lại là cái làm cái mùi thông nó thì được không? Nhưng cũng coi chúng ta không biết có gì. Rồi thì cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi. Em một lần nữa xin cảm ơn Hội, cảm ơn Vũ Sang của Thủy và cảm ơn tất cả Hội của mình và chúc Hội luôn sức khỏe. Và em xin rất là cảm ơn một lần nữa. Em cũng cảm ơn đội cô nghe hồi tám ạ. Chú Sang. Dạ chú Sang. Thì em cũng hết lòng cảm ơn Trần Thanh luôn giúp đưa cho em của em đi tới nơi mà chú ấy. Rồi em á, quan trọng là bây giờ chị nằm đây có hai già, có hai mẹ con. Dạ. Thì em phải thay phiên nhau. Thay phiên nhau vào, nhất là cái bé Huyên con của Hạnh đó. Là phải có người bên cạnh động viên. Động viên an ủi và có thể ở nhà mình đạo chúa hay đạo Phật nha. Dạ, đạo Phật ạ. Đạo Phật. Dạ, thì theo đạo Phật bình thường không có theo đạo, dạng như là theo đạo Phật hoặc mình gọi là theo đạo Phật. Không có theo đạo, không có theo đạo nào hết. Dạ. Không có biết về đạo gì hết. Dạ. Cho nên thì cái này cũng hơi khó, phải cầu nguyện cứ tối ra đó đốt nhang ngồi kêu cho cháu chắp tay, bản thân em cũng vậy, đi với cháu chắp tay cầu nguyện, cái lúc mà mình cầu nguyện trời đất Phật nội để mà cho sức khỏe bình an vượt qua được những sự khó khăn trong lúc này không? Cái lúc mà mình bệnh ấy con nó con ngủ không hẳn ấy. Bữa nay ở nhà gì ăn một tháng, bữa sau ở nhà gì cho 2 tháng, bữa sau ở nhà bạn cho 2 tháng, cứ ở dưới quốc. Ví dụ như chị đây đi nuôi á thì nó ở với em một thời gian, rồi khi em đi nuôi thì nó chạy về nhà chị đây nó ở, tại vì đâu có ai lo cho nó đâu. Nó chạy lên nhà bạn của con Hà đấy là con không nghĩa đấy. Chạy ở đi tùm lum hết rồi, cái nhà này bỏ trống. Dạ, đóng cửa lại. Nó một mình nó ở thì đâu ai lo cho nó được, nó đâu lo được. Ai thương nó dẫn nó tới ở thì ở. Ví dụ như là cô nào thương nó thì dẫn nó tới ở một thời gian, khi nào nó thích đi thì nó đi, không ép nó để cho thần kinh nó thoải mái á. Cho nên nó thích ở nhà ai là nó ở. Và mọi người ở đây cũng rất là tạo điều kiện và rất thương nó. Cho nên là nó cứ chạy vòng vòng nó ở mọi nơi vậy á. Rồi hôm qua là em dẫn nó vô để tái khám lại á, thì biết mẹ về cho nên là dẫn qua chỗ mẹ đã cùng về luôn. Bây giờ là em rảnh á, ví dụ bây giờ chị Hạnh đã về nhà rồi. Dạ. Em rảnh á thì thay anh chị em thay phiên nhau. Dạ. Nhưng mà mình coi cái chùa nào gần đây á. Dạ. Thì đó thì mình không theo đạo nào hết, mình coi cái chùa nào hay cái nhà thờ gì á, đi với bé. Dạ. Dắt bé giống như kêu đi chơi tới đó, cái mình quỳ gối mình đốt nhang mình cầu nguyện. Dạ. Đó, để mình hướng cho cái tâm của bé đó, thì có thể cái nhà động viên rồi tâm sự chia sẻ cầu nguyện đi ha. Dạ. Để cho bé được cũng thọ là một cái gì đó nó thoải mái cái đầu óc nó, chứ nó quanh quẩn trong nhà nó không biết cái gì hết. Dạ.
cũng không có tốt ha. Rồi chị cố gắng ha. Rồi chị cố gắng lên nha, chị sẽ mau khỏe lại thôi. À, với lại mình đi tìm thuốc nam cái gì đó, thuốc nam để cho chị uống ha. Bây giờ bác sĩ cũng cho thuốc gì hết rồi, cho thuốc giảm đau thì bây giờ mình có thể tìm thuốc nam nào cho chị uống để mà chị hồi phục cái sức khỏe là chị được. Thì chị hiện giờ giống như là đang bị suy dinh dưỡng rồi. Dạ, chị bị suy dinh dưỡng. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn. Do chị cô đi về, cô về nha. Rồi ở đây thì mấy anh chị em thì cứ thay phiên nhau và lo cho em của mình thôi. Em chị của mình nha. Không có gì, trong thay mặt gia đình của cháu là cảm ơn của chú Tâm Sang và cháu cũng cảm ơn cô Thủy ha, với là mấy chú tài xế đây. Tôi cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn, không biết nói gì hơn là cháu cũng thật sự là cũng được nhờ mấy cô mấy chú chánh mong đưa cho chị quả thận gì đến nay cũng tới nhà ở thôn ở đây sẽ mấy tất nhiên là con cũng vất vả, xin chân thành cảm ơn. Rồi thôi con cố gắng lên để mà động viên cho chị mình vượt qua, trong với lại còn đứa cháu nữa cũng đang bệnh nữa, cho nên để vượt qua cái sự khó khăn này nha. Rồi thôi cô về nha. Thì nhà chị Hạnh cũng rộng rãi mà ở có hai mẹ con chống chải, nhưng mà không có bắt đèn bắt điện có gì hết trơn á.